Luật Hoa Kỳ cho phép trục xuất di dân nào trở thành gánh nặng xã hội trong vòng 5 năm tới Mỹ nếu mà cái lý do họ cần hỗ trợ nó có trước khi mà họ vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Với cái sự nỗ lực siết chặt về quy định luật lệ này, nó có thể ảnh hưởng tới hàng ngàn cựu chiến binh là người di dân, là người tị nạn, là người trong cái tạm trú tị nạn. Thái Võ xin kính chào quý vị. Mới đây thì Thái Võ có đọc được một cái bài dự thảo này. Có thể nói thì nó dạng như là một cái đề xuất quý vị, đề xuất của chính phủ Mỹ. Áp dụng thì nó chưa áp dụng đâu, nhưng mà đề xuất thì cũng gọi là cũng có đề xuất rồi đó. Thì như thế này nè, Thái Võ nghĩ là đối với những cô chú bác, anh chị mình hiện nay đang sống ở nước Mỹ, có nghĩa mình là Việt Kiều Mỹ á, thì tốt hơn hết là có lẽ quý vị nên nghe qua cái bài này một lần đi. Bởi vì sao phải nghe? Bởi vì là cái chuyện này nó có liên quan đến cái vấn đề ăn trợ cấp phúc lợi quý vị. Mà lúc bấy giờ đó, nếu như mà một người thường trú nhân mà họ đang ăn trợ cấp của Mỹ, họ lợi dụng vào cái chuyện trợ cấp này để mà họ có một cái nguồn thu nhập để sống mà họ không chịu kiếm việc làm để mà đi làm để mà có thu nhập đó, thì có thể là từ cái dự thảo này nè, từ cái đề xuất này nè, có thể là họ sẽ đối mặt với cái chuyện là họ có thể bị tước cái quyền thường trú nhân, thậm chí là bị trục xuất về nước quý vị. Sau đây thì Thái Võ xin mời quý vị và các bạn có thể cùng lắng nghe qua cái bài dự thảo này. Thái Võ sẽ đọc một cách chi tiết, chậm rãi để cho quý vị có thể nghe một cái cách nó rõ ràng hơn. Theo đó thì nội dung đã được cho biết như sau. Xin mời quý vị và các bạn có thể cùng lắng nghe. Thưa quý vị, là cái tiêu đề của bài dự thảo này đã được đặt với cái tựa đề là Mỹ tăng nguy cơ trục xuất đối với thường trú nhân lãnh phúc lợi xã hội. Quy định dự thảo của Bộ Tư pháp được mở rộng đáng kể phạm vi một người có thể bị trục xuất dựa trên cơ sở họ đang dùng phúc lợi xã hội. Hiện nay thì những thường trú nhân hợp pháp bị xem là gánh nặng xã hội hoặc chủ yếu là dựa vào nhà nước trợ cấp để mà có được một cái kế sinh nhai, họ có thể bị trục xuất. Nhưng mà trên thực tế, chuyện này thì ít khi nào được áp dụng. Cái quy định dự thảo mở rộng cái định nghĩa về việc gánh nặng ở trong cái ngoặc kép, tức là định nghĩa về cái từ gánh nặng đó quý vị, để bao gồm những người mà người ta di dân, họ được hưởng những cái phúc lợi công như là họ được lãnh cái tiền trợ cấp, được lãnh cái tem phiếu thực phẩm, được hỗ trợ nhà ở, hay là họ nhận được cái bảo hiểm sức khỏe Medicaid. Dù là kế hoạch vẫn còn đang ở bước sơ khai, có thể là không trở thành một cái chính sách chính thức, cũng như là có thể là sẽ vấp phải một cái sự kiện tụng. Tuy nhiên, đó là một phần trong những cái nỗ lực của chính quyền để mà nhằm giới hạn về việc là di dân bất hợp pháp và giảm đi cái sự di dân bất hợp pháp tới Mỹ, tới đất nước Hoa Kỳ. Tức là cái chính sách này người ta muốn đề xuất đó quý vị, để mà giảm đi những người mà người ta tới Mỹ theo con đường không hợp pháp. Tức là những người mà người ta tới Mỹ, người ta ở trên đất nước Mỹ bằng những cái diện bất hợp pháp thì người ta xin cái trợ cấp này đó. Thay đổi chính sách này sẽ ảnh hưởng tới những thường trú nhân vĩnh viễn, hay còn gọi là những người có thẻ xanh tại Mỹ, những người mà được luật cho phép họ dùng phúc lợi công ngay khi mà họ tới Mỹ, ví dụ như là những người tị nạn. Luật Hoa Kỳ cho phép trục xuất di dân nào trở thành gánh nặng xã hội trong vòng 5 năm tới Mỹ nếu mà cái lý do họ cần hỗ trợ nó có trước khi mà họ vào lãnh thổ Hoa Kỳ, chẳng hạn như là họ bị bệnh kinh niên mà họ không có khai báo. Thì có nghĩa là Thái Võ xin được giải thích câu này đó. Ý người ta nói như là, ví dụ như là một người người ta chuẩn bị người ta sang Mỹ, người ta di dân tới Mỹ đi. Tuy nhiên thì trước đó người ta có bệnh quý vị. Mà cái bệnh này nè, ngặt cái là khi mà tới Mỹ đó, chính phủ Mỹ sẽ chăm sóc cái người này suốt đời. Có thể là người này sẽ được hưởng cái trợ cấp y tế. Nó sẽ là một cái sự gì đó mà làm gánh nặng cho nước Mỹ phải nuôi người này suốt cả đời. Và đặc biệt là trước đó người này không khai báo. Khi mà tới Mỹ đó, người này không chịu khai báo, rồi tới sau đó bắt đầu khai báo. Nhưng mà người ta khám cái người này, người ta biết là cái bệnh này có trước khi mà họ sang Mỹ rồi, chứ không phải là sang Mỹ mới bị. Có nghĩa là bị, ví dụ như là ở Việt Nam nha, là cái người này đã bị cái bệnh này ở Việt Nam rồi, nhưng mà không chịu khai báo, đợi cho tới khi sang Mỹ mới khai báo. Thì những người này cũng đã vi phạm vào cái dự thảo này. Nếu như mà cái dự thảo này được thông qua chính thức đó, thì những người đó cũng nằm trong cái diện trục xuất.
có nghĩa là không trung thực đâu quý vị. Thái Võ xin được đọc tiếp. Để kế hoạch này đi vào có hiệu lực, nó sẽ được lấy ý kiến từ dân, sau đó thì sẽ được chỉnh sửa để mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp ta ký. Các phúc lợi xã hội được bàn tới ở đây lúc này, nó bao gồm như là: thứ nhất là cái tiền trợ cấp an sinh xã hội, nó viết tắt của cái từ SSI. Đó là cái tiền mà thường dành cho những người khuyết tật và những người cao niên. Thứ hai là cái tem phiếu thực phẩm theo cái chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, viết tắt là SNAP. Thứ ba là các phúc lợi về bảo hiểm sức khỏe Medicare. Thứ tư là phúc lợi được trợ cấp về nhà ở. Và thứ năm là cái chương trình trợ cấp bằng tiền mặt, hay có thể gọi là hỗ trợ tạm thời cho những gia đình cơ nhỡ, gọi tắt là TANF. Theo chính sách liên bang thì nhiều thường trú nhân vĩnh viễn không đủ điều kiện để nhận được các phúc lợi xã hội, trừ phi họ đã có thẻ xanh ít nhất 5 năm. Như vậy thì có phần chắc là họ sẽ không bị nhắm mục tiêu trục xuất trên các cơ sở gánh nặng xã hội theo các quy định của dự thảo này. Tuy nhiên thì tại nhiều tiểu bang thì lại có luật lỏng lẻo hơn, chẳng hạn như là cho phép thai phụ và trẻ em có thẻ xanh, tức là đứa trẻ em đó có thẻ xanh, được lãnh cái Medicare mà không phải là chờ tới sau cái thung khung thời gian là quy định 5 năm. Với cái sự nỗ lực siết chặt về quy định luật lệ này, nó có thể ảnh hưởng tới hàng ngàn cựu chiến binh là người di dân, là người tị nạn, là người trong cái tạm trú tị nạn, những người có thể mà nhận được nhiều cái phúc lợi mà họ không có bị quy định về thời gian. Các thành viên hiện dịch trong quân ngũ thì không có bị ảnh hưởng bởi quy định này. Đề nghị của dự thảo của Bộ Tư pháp dựa trên một kế hoạch tương tự của Bộ An ninh Nội địa để mở rộng đáng kể cái định nghĩa về gánh nặng xã hội. Dự kiến của Bộ An ninh Nội địa là sẽ sớm siết chặt những cái quy định để bất kỳ một người nào mà chưa có quốc tịch Mỹ mà nhận ít nhất một cái loại phúc lợi xã hội này, kể cả là phúc lợi về tiền mặt, lẫn là không phải về tiền mặt như là tem phiếu thực phẩm, trợ cấp tiền nhà hay là bảo hiểm Medicare, thì đều có thể bị liệt kê là gánh nặng xã hội. Vào hồi năm ngoái thì Bộ Ngoại giao cho phép các viên chức lãnh sự tùy nghi từ chối visa của những ai mà họ nghi ngờ sẽ trở thành gánh nặng xã hội. Số người bị từ chối visa, đó là cái visa định cư nha. Số người mà bị từ chối visa, nó dựa trên cơ sở gánh nặng xã hội, trong năm 2023 nó cao gấp 4 lần so với năm 2022 và cũng cao nhất kể từ năm 2010. Như vậy thì quý vị đã vừa được nghe qua, đó là tất cả nội dung của cái bài dự thảo này. Trong đó thì cũng có một số mục Thái Võ cũng có giải thích đó. Thì nói chung thì khi mà chính phủ Mỹ người ta ra cái dự thảo này quý vị, thật ra thì nó chỉ muốn giảm tải về cái lượng di dân bất hợp pháp người ta tới Mỹ, sau đó thì người ta xin cái tiền trợ cấp này trợ cấp kia. Nó vô tình nó làm một cái gì đó mà nó làm cái gánh nặng cho nước Mỹ quý vị. Chứ thật ra thì họ không có cố tình, họ nhắm tới những thường trú nhân mà đã sinh sống ở Mỹ từ lâu. Tuy nhiên thì những người nào mà trước đó cũng nằm trong cái sự vi phạm về cái quy định này đó, những người mà trước đó người ta cũng tới Mỹ đi, nhưng mà người ta không có khai báo là trước đó người ta bị bệnh kinh niên, bị bệnh gì gì đó, nhưng mà sau khi tới Mỹ thì họ mới khai. Cái đó là họ đang cố tình họ gian lận với cái quy định của luật Mỹ. Thì dĩ nhiên thì những người đó cũng nằm trong cái phạm vi là cũng có thể là bị tước cái thẻ xanh, và có thể là người đó cũng sẽ bị trục xuất. Vô tình là Mỹ nhắm tới những di dân bất hợp pháp, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến những người nào mà trước giờ người ta gian lận quý vị. Đại khái là cái thông tin họ muốn cho biết nó là như vậy. Thì nhìn chung là ngày hôm nay, đây là một video Thái Võ xin được chia sẻ cho quý vị nghe, cũng như là chia sẻ cho quý vị biết. Có thể đây là một cái đề xuất nó chưa có được thông qua. Thái Võ xin được nói rất rõ là như vậy. Nó chưa được thông qua quý vị. Nhưng mà sau khi mà quý vị nghe xong đó, thì mình có thể mình chú ý về điều này hơn. Để khi mà nếu khi nào mà quý vị thật sự mình cần một cái gì đó để mà mình hưởng cái tiền trợ cấp thì mình hãy xin. Để khi mà mình xin đó, vô tình mình chỉ cần là vì mình muốn có tiền để mà mình sinh sống, mình không muốn đi làm, thì nó có thể nó ảnh hưởng đến cái sự cư trú của mình lâu dài sau này quý vị trên đất Mỹ. Thì nếu như mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những tin tức trong những ngày kế tiếp. Bây giờ Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết bản tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những bản tin kế tiếp.